Well, certainly, thank you for having us here today, and Ms. Bumble, thank you very much for putting on this wonderful event. My experience is a little bit different than most standard students. I was a non-traditional student, meaning that I started university immediately out of high school, but then stopped and went into the workforce. Trước hết xin cảm ơn các anh chị phụ huynh và các bạn đã đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì trước khi chia sẻ câu chuyện của tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi không phải là một sinh viên theo kiểu truyền thống ạ. Khi mà vừa mới kết thúc phần học phổ thông thì ngay sau đó thì tôi đến tham dự trường đại học công Clark Community College cho một học kỳ, nhưng mà rồi sau đó thì tôi bắt đầu đi làm ngay. And after the period of community college, I went again into the workforce, and jobs were plentiful. And the only skill that was needed at the time was to show up, have a good attitude, and have a good aptitude, be able to learn the job, and it was pretty easy to find work at that point. Vào thời điểm tôi bắt đầu đi làm thì lúc đó công việc nó cũng khá là nhiều. Thì cái kỹ năng mà đòi hỏi nó cũng không có nhiều, mà chỉ cần là tôi đến sở làm rồi có mặt ở đó thôi, có những cái thái độ tốt trong công việc là được. What happened though is as time went on, the jobs got more competitive. My skill sets didn't meet the requirements that were then needed 20 years in the future, and I had to go back to school, and I finished my undergrad when I was older than 40 years old, and finished my master's by the time I was 50. Thì khi đó thì tôi vẫn có thể là đáp ứng yêu cầu của công việc được, nhưng mà thời gian trôi qua thì những cái kỹ năng người ta yêu cầu thì tôi không thể đáp ứng được, cho nên là tôi phải quay trở lại trường học cho nên là đến cái độ tuổi mà khoảng dưới 40 tuổi thì tôi bắt đầu có bằng đại học, và đến khoảng dưới 40 tuổi tôi mới bắt đầu có bằng thạc sĩ. Dưới 50 tuổi giờ thì tôi mới bắt đầu có được cái bằng thạc sĩ đó. So what I found was, in my experience, the university system in the United States is a very broad highway, and meaning that it's very accepting of those, regardless of age, regardless of experience, regardless of whether or not they're male or female or athletic or talented in the arts or talented in their mathematics. It's a very broad highway, and it's a university system that one can start at any age, but it's preferable that you start young when you have the energy. Lúc đó thì trường đại học ở Mỹ rất là rộng cửa cho chúng tôi, là mọi người có thể đi học ở tất cả các lứa tuổi, độ tuổi, không phân biệt giới tính, không phân biệt là người đó là chuyên ngành gì. Thì đến cái lúc đó thì đối với lứa tuổi của chúng tôi thì nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên mà tôi cũng khuyên là mình nên bắt đầu sớm. Vâng, một tràng tay cho câu trả lời của những phần chúng ta. Có thể nói tóm lại là rõ ràng là theo như quan điểm của ông thì là giáo dục Mỹ là cái nơi mà chấp nhận tất cả mọi người, nghĩa là chúng ta có mong muốn, có nhu cầu học. Và cái lời khuyên của cái người mà sau đi làm rồi phải quay trở lại trường ấy, là chúng ta cố gắng làm sao hoàn thành việc học sớm hơn, đúng không? Và bây giờ là chúng ta sẽ nghe từ quan điểm của anh Thái Hà. Anh Thái Hà thì trước là một trường hợp rất là đặc biệt, bởi vì anh có trải nghiệm giáo dục ở nhiều quốc gia khác nhau. Sau khi anh giành huy chương vàng toán quốc tế năm 96 thì anh học đại học thạc sĩ ở Pháp, sau anh làm tiến sĩ ở Mỹ, và anh làm việc ở Mỹ thì chắc là cái quan điểm của anh Hà, đặc biệt là trong ngành kỹ thuật rất là chuyên sâu, thì chúng ta cùng nghe anh lắng nghe quan điểm của một nhà khoa học và nhà kỹ thuật sẽ như thế nào. Tôi cũng chia sẻ ý kiến với lại diễn giả với tôi là ở nước Mỹ thì có 4.000 trường đại học các kiểu, thành ra là bất cứ ai cũng có thể tìm đến một cái vị trí của mình ở nước Mỹ, không nhất thiết phải là trường tốt hay là trường tốt ở đây nghĩa là trường nghiên cứu, hoặc là những trường mà thiên về dạy ra để mình đi làm, mình có thể là ra trường làm việc trực tiếp ngay. Và mình mỗi một cái trường ở Mỹ đều có một cái định vị của mình, là mình phục vụ trong cái khu vực địa lý nào đấy, hoặc là mình phục vụ trong cái ngành phục vụ kỹ thuật nào đấy. Thế thì tất cả mọi thứ, các trường đều có một cái vị trí, và với 4.000 trường thì nó đủ tất cả các thứ để các bạn có thể là
nếu mà bạn hiểu rõ bản thân mình, mình biết mình đang cần cái gì thì bạn sẽ tìm được một cái trường mà nó đáp ứng được đúng những thứ mà bạn cần. Đấy là cái, tôi nghĩ là cái đầu tiên, là cái quan trọng nhất là nước Mỹ có vị trí cho các bạn. Thứ hai á, là tôi nghĩ là một trong những cái mà rất là lợi thế khi mà bạn sang học ở Mỹ là nước Mỹ cho các bạn một cái sự gọi là sự độc lập mà rất là lớn so với lại những cái nước khác mà tôi đã trải qua. Ví dụ như là những nước xung quanh như châu Âu hay là Canada, là gần như là tất cả mọi thứ là cái hệ thống hỗ trợ, ít nhất là trên lý thuyết là hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng ở nước Mỹ ấy, thì chỉ có bạn mới làm chủ cuộc sống của bạn, và không ai có trách nhiệm giúp bạn bất cứ một việc gì cả. Thành ra là chỉ cần các bạn sống ở Mỹ, học hết đại học chẳng hạn, là các bạn thực sự là nếu các bạn cố gắng thì bạn sẽ thành một người độc lập. Và tôi nghĩ đấy là phần thưởng lớn nhất khi mà các bạn trải qua nền giáo dục của Mỹ và các bạn thành một cái người mà độc lập, các bạn sẽ lo được cho mình, cho bản thân mình và những người xung quanh của mình. Đấy là cái mà tôi nghĩ là có lẽ là cái giá, cái chi phí cho cái chuyện đấy nó rất là thấp nếu mà nhìn nguyên cái chuyện là chỉ là học phí mấy năm đại học. Còn nếu mà tính về mặt phần phí tài chính chẳng hạn thì là một câu hỏi khác. Xin cảm ơn. Tức là chúng ta chỉ cần nhìn đến cái trưởng thành mình đã là thấy là rất là có lời đúng không? Thế còn anh Trung thì sao? Nghe là anh học ở Harvard là mọi người đấy, còn là không biết là những người mà học Harvard thì có cái gì đặc biệt so với người thường đâu, đối với người Việt Nam nói chung là như vậy. Cảm ơn anh Long, thì xin phép được chia sẻ với lại tất cả mọi người ở đây. Thì đối với lại Trung đó, thì mình nghĩ là cái môi trường giáo dục của Mỹ có một cái điểm mà họ khác với lại những nước khác, không chỉ là Việt Nam mà những nước như là Pháp hay là Anh. Ở Mỹ thì họ đầu tư vào một cái con người không chỉ vì cái kỹ năng nghề nghiệp và cái kỹ năng mà cống hiến cho xã hội của bạn, mà còn vì cái bản thân bạn có thể phát triển làm sao. Cái bằng chứng lớn nhất là ví dụ như bạn học ở Việt Nam thì đa số những cái mình trăn trở nhất là ví dụ tôi học ngành kỹ sư, sau này ra tôi có thể thành một cái kỹ sư tốt không, có thể build được những cái hệ thống này nọ không. Nếu bạn học luật sư, học kinh doanh thì cũng vậy, cả mục tiêu lớn nhất bạn là cái nhu cầu nghề nghiệp. Ở Mỹ tất nhiên cũng có nhu cầu nghề nghiệp, nhưng mà khác với những nước khác là khi bạn đã học ở Mỹ rồi, bạn sẽ phải học rất là nhiều thứ khác nhau về lịch sử, địa lý, triết học, học những thứ như là Aristotle ngày xưa đã nói những cái gì, những cái nhà triết gia của Việt Nam, của thế giới và cái quá trình phát triển lịch sử thế giới này, cái con người mình đứng ở vị trí nào trong cái xã hội, trong cái universe. Thì mình nghĩ là cái giáo dục của Mỹ, dù bạn học trường National University hay là bạn học liberal arts colleges thì nó vẫn có một cái core mà nó là liberal arts, mà chúng ta nhìn ra là cái giáo dục khai phóng, nói giáo dục con người rất là toàn diện và nhiều thứ. Lúc trước khi mà tôi còn ở Việt Nam đó, thì tôi đi học tôi thấy rất là chán ghét học, và thật sự mà nói tôi từng học một học kỳ đại học ở Việt Nam, mình cảm thấy mình cũng theo không nổi nữa, tại vì cái môn đó mình không được. Nếu các bạn thấy cái học bạ của tôi ở đại học Việt Nam một học kỳ với lại học bạ của tôi mà ở trường mà cấp 3 đó, các bạn sẽ thấy gần như là tôi suýt rớt luôn. Lúc đó đậu tú tài là cái chuyện rất là dễ, nhưng mà em chỉ có dư nửa điểm thôi là em đậu tú tài, nếu thiếu mất khoảng chừng một điểm nửa điểm nữa là em rớt luôn tú tài rồi. Nên tại sao? Tại vì lúc nào cũng vậy, mình chỉ nghĩ cái mục tiêu mình là tôi học để tôi trở thành một cái kỹ sư. Ngày xưa thì tức là kỹ sư, không bao giờ mình nghĩ tới mình học để thành cái con người tốt hơn. Thì cái giáo dục của Mỹ có cái điểm khác biệt là ở đó, không chỉ là về mặt kỹ thuật và cái kỹ năng để mà kiếm tiền, để mà có cái ngành nghề, mà là tất cả những cái gì bạn cần biết để nhìn nhận cái cuộc sống này, nhìn lại cái con người bạn phát triển được toàn diện hơn. Hóa ra là anh Trung ngày xưa đi học ở Việt Nam anh không phải học giỏi, thế mà sau này anh vẫn học được ở Harvard, đúng không? Rồi là chúng ta không bao giờ từ bỏ cái ước mơ của mình cả. Thế thì tiếp tục để mình sẽ tiếp tục các chủ đề để hai cái bạn nữ tuyệt vời chúng ta ngày hôm nay có thể chia sẻ được. Bởi vì chủ đề của chúng ta hôm nay là du học Mỹ đầu tư không ngoan. Thì trong suốt nhiều năm qua thì Long có quan sát, bởi vì có cơ hội làm việc và quan sát hàng chục ngàn người đi học khắp nơi thế giới và cả Mỹ. Nhưng mà cũng không phải là ai đi học ở Mỹ về cũng thành công, cũng không phải ai cũng có thể ở lại được Mỹ hoặc là làm ở trong môi trường toàn cầu. Thế thì có trao đổi với Phượng, với Trung nói về cái chiến lược của Amos làm sao mà các bạn sang đi học nhưng mà phải có tiếp các cái chương trình hỗ trợ tư vấn như nào đó để các bạn có thể hòa nhập được với xã hội của Mỹ ấy. Rồi các bạn có cơ hội làm việc ít nhất là thực tập hoặc làm việc một vài năm trước khi thực sự trưởng thành để có thể hội nhập được với vào cái gọi là cái nền gọi là nguồn nhân lực toàn cầu.
Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là cái việc mà chúng ta được nhận vào học thì chỉ là cái bước rất là đầu tiên thôi. Còn sau khi mà chúng ta tốt nghiệp xong, cái kết quả đó chúng ta trở thành người trưởng thành như thế nào, nói như Hà, nói anh Trung là như vậy, là cái đầu tư nó có thực sự là hiệu quả hay chưa, đúng không? Thì cái câu hỏi thứ hai đặt ra là ở đây cả năm diễn giả chúng ta đều đã có cơ hội tốt nghiệp rồi và đã được làm rồi, và giống anh Hà, anh Trung là đã lăn lộn ở Mỹ rồi, lúc này thì các anh có thể quyết định là thích làm Việt Nam thì làm, và thích làm ở Mỹ thì làm. Vậy thì cái gợi ý cho các bạn trẻ đây là gì? Vậy thì chúng ta cần phải làm cái điều gì? Và với tư cách của nhà tuyển dụng thì đang tìm kiếm những cái ứng viên như thế nào? In your opinion, what do you think that the U.S. employers look for in the candidates? What is the important thing that you have to express or to show on the CV or in the interviews to prove that you are the right candidate for them? We talk about when the student graduate, they need to find a job, so I want to hear from you the opinion. I've done a lot of interviews, and probably hundreds, and one of the things that, the primary thing that we look for is a history of work experience. Many young students spend their time in the classroom, but come summertime, they fail to seize the opportunity to become an intern somewhere or to use that summertime to explore a career or to just work at the local restaurant or in their family business. And so they, when they come to a job interview, one of the things that we look at is whether or not they have worked before. Phỏng vấn hơn 100 thí sinh rồi để mà tìm được ứng viên cho các cái vị trí mà đang tuyển dụng, thì trong hầu hết á, cái chính yếu để mà cái tiêu chí để mà tuyển dụng đó là cái lịch sử làm việc cũng như là cái kinh nghiệm của ứng viên đó. Thì như ông đã để ý ở đây, hầu hết những sinh viên mà đến ứng tuyển đó thì họ đã không có làm một cái bước quan trọng, đó là đi thực tập. Thì đi thực tập ở những cái công việc mà nó đem lại kinh nghiệm cho ứng viên đó. Hầu hết thì các em lại làm ở những cái nơi gọi như là nhà hàng, những cái nơi phục vụ, hoặc là những cơ sở làm tư nhân hoặc là cơ sở ở nhà. Thì cái việc đó nó không mang lại cái kinh nghiệm cần thiết cho các em cho khi mà người ta cần yêu cầu trong cái quá trình tuyển dụng này. And I'll give you an idea. Two of my favorite interview questions that I generally ask every interview. The first one is tell me a time that you've made a mistake. What was that mistake? What was the outcome? And what did you learn from it? Thì đây là một câu hỏi mà tôi rất là yêu thích. Tôi rất là thích khi mà hỏi ứng viên. Đó là lần khi nào mà bạn phạm cái sai lầm đó là gì? Qua cái sai lầm đó bạn học được cái gì? Thì đây là cái câu mà tôi thích hỏi ứng viên của mình. And the next question is, usually to wrap up the interview, is why should we hire you? Out of all of the interviews that we do, why are you the best candidate? Và câu cuối cùng để mà chốt lại cái buổi phỏng vấn đó, lúc nào tôi cũng sẽ hỏi ứng viên đó là tại sao lại chúng tôi phải thuê bạn? And the reason behind those two questions are everyone makes mistakes, but everyone should learn from their mistakes. And the second reason is, why should we hire you? It's the time for you to shine. It's the time for you to say, this is why I am the candidate that you should hire. Either it's my experience, or it's my attitude, or it's the way that I approach problem solving, or my experience at traveling, whatever that happens to be, that's the time for you to open up and say, this is the reason that I'm the best candidate. Thì lý do mà tôi hỏi hai câu hỏi này, thứ nhất là thông qua những cái thất bại mà bạn đã có trong quá khứ đó, cái điều mà bạn học là gì, và thông qua cái câu hỏi thứ hai là từ cái sai lầm mà bạn mắc phải đó, bạn đã học được cái gì, và đây có phải là lúc để bạn tỏa sáng chưa thông qua những cái thất bại mà trước đây bạn gặp phải.
And then in the United States, if you're doing an interview, I suppose it's the same around the world, make sure your CV, everything on your CV is accurate, is appropriately spelled, and is truthful. Any flaws in that CV, you'll never be in the door for an interview. Make sure it's accurate, make sure the spelling is correct, the language is appropriately used. Tôi tin rằng là cái quá trình tuyển dụng dù ở Mỹ hay ở trên toàn thế giới thì nó sẽ đều giống nhau thôi. Thì quan trọng là bạn bảo đảm là trên cái hồ sơ xin việc của mình nó phải là chính xác, nó phải là chân thật và nó phải là không có mắc những cái lỗi chính tả. Và những cái gì mà bạn liệt kê thì nó phải là truthful, nó phải đúng cái sự thật của mình. Thank you. Và bây giờ đấy là con mắt của nhà tuyển dụng thôi. Bây giờ con mắt của những người đã đi xin việc thành công đấy, thì muốn thế này chúng ta là các bạn các anh chị đã làm gì để mà gọi là chinh phục được nhà tuyển dụng để có được việc làm. Và thực sự là để đây đối tất cả phụ huynh cũng như bạn học sinh là gì đã đi học ở Mỹ thì một trong những cái hiệu quả nhất, chưa nói chuyện là tương lai các bạn muốn về Việt Nam hay không, nhưng phải có trải nghiệm làm việc ở Mỹ. Thì đây là những người đã thành công việc đó, thì đầu tiên là chị Diệu Huyền đúng không? Vâng, cảm ơn anh Long ạ. Em cũng xin phép là được chia sẻ một chút cái kinh nghiệm học tập và làm việc của em tại Mỹ ạ. Cái con đường mà đến Hoa Kỳ của em là bắt đầu là vào năm 2011 ạ. Tức là cũng được 7 năm rồi. Em qua Mỹ là em học chương trình MBA và sau khi tốt nghiệp thì đầu quân cho công ty trung tâm vùng và CME Regional Centers. Và ngày khai bôi ở đây là chính là sếp trực tiếp của em á. Dạ. Thì em cũng muốn chia sẻ sau hiện giờ thì em đang làm chuyên viên tài chính và đầu tư, và đồng thời là cũng có thêm một cái nhiệm vụ nữa là phát triển thị trường Việt Nam ạ. Em cũng sau 5 năm làm việc và nhìn lại cái quá trình học tập cũng như là làm việc của mình trong suốt cái quãng thời gian đó thì em cũng muốn chia sẻ một chút về cái suy nghĩ của em là cái lý do tại sao ấy mà em có thể xin được việc và ở lại tại Hoa Kỳ. Trong suốt hai cái năm mà em học khóa MBA thì như lúc nãy là ông Phai có chia sẻ là các nhà tuyển dụng thì họ rất là quan trọng cái vấn đề mà kinh nghiệm làm việc trước đây của mình. Nếu như mà mình đang trong cái quá trình mà mình học, chẳng hạn như các bạn học phổ thông 4 năm, các bạn chưa có kinh nghiệm làm việc thì cái việc mà thực tập là rất là quan trọng. Với em thì em học đại học ngoại thương, tốt nghiệp ngoại thương xong thì em có một khoảng thời gian là hơn 2 năm rưỡi là làm việc cho tập đoàn Motorola, bộ phận điện thoại di động. Và sau đó thì em sang Mỹ học MBA. Tức là về cái trường hợp cá nhân của em thì em trước khi mà sang Mỹ thì em cũng đã có một chút kinh nghiệm làm việc rồi. Và em nghĩ là đấy cũng là cái mà CND, công ty của em, họ có nhìn vào khi mà họ tuyển dụng em. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình mà em học MBA thì mình cũng sẽ phải có một cái sự chuẩn bị trước. Nếu như mà mình thực sự là mình cái mục tiêu của mình là mình muốn ở lại xin được việc làm sau khi mà học, thì mình không thể nào mà mình phí ngoài cái khoảng thời gian mà 2 năm học MBA được. Chỉ có học không thôi thì sẽ rất là phí. Thế cho nên là trong cái quá trình mà học thì em cũng có bắt đầu là đến năm thứ 2 là cũng bắt đầu là tìm việc thực tập. Và có đến cái hè năm đó, hè năm thứ 2 thì có xin được thực tập và tại một cái gọi là cái viện toán học trực thuộc của trường. Thì em thực tập ở cái viện toán học này trong suốt cái mùa hè đó và có làm lead một cái project, một cái dự án nghiên cứu thị trường cho một cái sản phẩm về toán học, về cái phần mềm về toán học của trường mà họ đang muốn là có một cái hướng là liệu cái phần mềm này, cái sản phẩm này nếu như mà họ mang ra những cái thị trường nước ngoài như là Việt Nam hay là Trung Quốc
thì sẽ có nhận được cái sự đón nhận ở thị trường nước ngoài hay không, rồi cái sản phẩm đó là sẽ có ích cho các sinh viên ở nước ngoài, sinh viên trên quốc tế hay không. Thì em có lead cái dự án đó, và cái dự án đó là kéo dài trong suốt cái năm, cái kỳ tiếp theo, cái kỳ đầu tiên của năm thứ hai. Và cái kết quả thì khá là tốt. Và sếp của em, sếp trực tiếp quản lý em ở cái dự án đó, thì cô ý rất là hài lòng với cái performance, với cái kết quả của dự án, cũng như là trong cái quá trình mà mình làm việc. Sau đó thì khi mà em tốt nghiệp thì em có tình cờ là nhận được gặp được cái team tuyển dụng của công ty, và cũng có chuẩn bị hồ sơ và xin việc cho CMB. Thì có một cái mà em nghĩ là mình cái lý do ấy mà mình nhận vào ấy, là một phần thứ nhất là em đọc rất là kỹ cái team tuyển dụng này, và thực sự là thấy là cái kỹ năng mà công ty đang cần là phù hợp với cái kỹ năng và cái kinh nghiệm của mình. Và thứ hai nữa là trong cái bộ hồ sơ mà em nộp cho công ty á, thì ngoài những cái phần cơ bản, ví dụ như là CV của mình này, rồi là cover letter này, thì có một cái mà em có nộp thêm nữa, đó là em có trao đổi với sếp cũ của em ở cái chỗ mà em thực tập ạ, là có xin cô ý một cái thư giới thiệu. Và trong cái thư giới thiệu đó thì em cũng có trao đổi với cô về cái nội dung cái công việc mà CMB cần tuyển dụng, và hai thầy trò, hai cô trò là cũng có trao đổi với nhau là như thế nào, rồi liệu là cái vị trí này có phù hợp thực sự là của cái em hay không. Và sau đó thì cô có viết cho em một cái thư giới thiệu mà em nghĩ là khá là strong ạ. Và cái đó là em nhận thấy là một trong những cái mà giúp cho em có được cái công việc sau khi mà tốt nghiệp. Ngoài đó ra thì đó chỉ là cái phần đầu tiên mà mình cần có để mình bước qua cái cửa của nhà tuyển dụng, để họ có ấn tượng với mình, để họ nhận mình phỏng vấn. Thì với cái vòng mà phỏng vấn thì mình cũng sẽ phải có một cái sự chuẩn bị rất là tốt. Mình sẽ phải tìm hiểu chính xác là công ty mà mình đăng ký vào là gì, họ cung cấp những cái dịch vụ gì, họ cần cái gì, và cái quan trọng là mình sẽ phải chứng minh với họ là mình có thể, nếu như mà mình vào làm việc cho họ thì mình có thể giúp họ được cái gì ạ. Thì cái đấy là những cái mà em nghĩ là rất là quan trọng mà mình sẽ cần phải chuẩn bị, và các bạn khi mà xin việc thì sẽ phải đọc, tìm hiểu, sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ. Và thêm nữa là tìm hiểu không thì cũng chưa đủ, mà mình cũng sẽ cần phải tập phỏng vấn . Thì trước khi mà phỏng vấn thì em cũng có làm mock interview với bộ phận tuyển sinh của trường, rồi mock interview với một số các anh chị mà đi trước . Và mock interview với thậm chí là với bạn mình nữa, là cái người mà hiểu rõ mình nhất . Lúc đấy thì họ sẽ có những cái lời khuyên, những cái feedback cho mình để mình có thể perform tốt trong cái quá trình mà mình phỏng vấn . Vâng, rất là chi tiết đúng không? Và một cái ví dụ rất cụ thể. Qua đây thì muốn hỏi anh Trung là vừa rồi là Trung với Phượng có bật mí là đưa các bạn sang Mỹ học thì đã khó rồi, nhưng để các bạn thành công và hội nhập ở đó để sau này có cơ hội việc làm thì là một công việc hết sức nữa, thì anh Trung có thể bật mí kế hoạch của nhóm các em, làm sao để hỗ trợ các bạn học sinh đã sang Mỹ rồi để có thể là học tập, hội nhập cũng như xin việc sang này như thế nào để mọi người biết. Thì cái việc mà xin việc nó lúc nào cũng vậy, mình đi học mình phải có cái outcome cụ thể là công việc, và các bạn cái giống như là ông Boel cũng đây đã có nói rồi, cái rất là quan trọng là cái work experience, mình phải chứng minh được là mình có cái kinh nghiệm làm việc, và nó thông qua cái gì, thông qua cái internship. Thì đa số mọi người mình nghĩ internship mình nghĩ rất đơn giản là tôi đi học tôi sẽ cố gắng hết sức chạy qua công ty này công ty khác tôi sẽ có cái internship, nhưng mà thật ra cái internship nếu bạn cũng có một cái bạn phải có hai yếu tố, đúng không? Thứ nhất là bạn phải có cái skill tức là cái kỹ năng, thứ hai là bạn phải có cái motivation tức là cái động lực.
mà motivation bạn muốn có động lực á thì bạn phải thích học ở cái trường và cái thành phố, cái nơi mà bạn học. Còn cái skill mà bạn muốn có skill, muốn có kỹ năng á thì bạn phải thích cái ngành mà bạn học. Do vậy cái core của một cái quá trình mà tìm kiếm trường học và đi du học Mỹ á, nó không chỉ gói gọn trong việc là tôi vào trường nào có tốt hay không và được bao nhiêu học bổng. Đối với tất cả mọi người chúng ta thường mình chỉ nghĩ là trường tôi xếp hạng bao nhiêu và tôi phải đóng bao nhiêu tiền. Nhưng cái vấn đề thật sự ở đây là bạn chọn cái trường có phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn, cái cá tính của bạn hay không. Để bạn đi học ở trường đó bạn còn cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn cảm thấy vui vẻ thì bạn sẽ có nhiều cái động lực để làm những việc khác lớn hơn. Và cái thứ hai là bạn chọn cái ngành học. Có thể ngành học đó hot nhưng mà thật sự nó có phù hợp với cái kỹ năng và cái khả năng của mình hay không. Thì cái quá trình làm việc ví dụ như là ở APS á, thì cũng như là ở Mỹ thì mọi người mình nếu nghiên cứu mình biết rồi, họ có cái hệ thống counselor, những người mà tiếp xúc với học sinh rất là cụ thể và cho ra những cái lời khuyên. Thì thường ở những cái trường mà trường tư rất là elite của Mỹ thì những người này mới sâu sát, còn đa số những trường ở Mỹ đi nữa thì cái người counselor này họ bị quá tải. Thì cái công việc của một cái người mà hướng dẫn các bạn tìm trường đại học và tìm cái ngành đại học nó giống như là công việc counselor vậy. Bạn phải hiểu được là cái tính cách của người này năng động hay là không, người này có thích cạnh tranh hay là không thích cạnh tranh, người này thích sống ở cái môi trường mà nó có nhiều con người hay là nhiều phong cảnh. Bởi vì đa số mọi người khi gặp tôi mà nói là tôi muốn vào trường Ivy League học ngành kinh tế như vậy, nhưng mà Ivy League rất là khác nhau. Bạn ở Philadelphia thì cái cuộc sống bạn hoàn toàn khác tại UVA. Ngược lại bạn ở một cái trường mà ở cái vùng xa đất nước phải trên núi thì nó lại có những cái điểm khác nhau đó. Nên khi mà bạn nghĩ tới việc du học thì cái quan trọng nhất bạn phải biết là hiểu được bản thân mình trước, bản thân mình cần những cái gì, và sau đó thì bạn nghĩ tới là chuyện chọn cái ngành gì. Quá trình này nó kéo dài và nó cần có nhiều cái cuộc nói chuyện cũng như là nhiều những cái bài tập hay là những cái đánh giá để mình hiểu được là không chỉ cái điểm số mà còn cái tính cách và phù hợp với ngành nào. Rất là cảm ơn anh Trung đó. Một tay ạ. Và mai có thể các bạn em và thầy Trung trực tiếp có hướng dẫn đúng không? Để vào các cái công việc hôm nay đó. Vậy thì vì thời gian công việc chia sẻ anh một cái điều mà em thấy rằng là cái mấu chốt anh Trung nói như nào đấy để em có động lực để em dám vào top 5 em đây công việc này. Anh Trung bảo là nếu anh Trung bảo là có một câu á là đã đi học á thì và nên và em là học ngành tài chính á thì nên phải chịu rủi ro một chút, nghĩa là đó là đáng chịu một chút. Nên là đã tài chính thì thường thường là mọi người nên là em nên là đầu tư á, thì phải đầu tư thì nó tốt nhất. Thì nên em chỉ nói như thế và nó đáng với cái mà em và cái mà em có luôn, vẫn không phải là cái mà em ra trường đâu, mà có thể là 5-10 năm nữa em mới thấy. Nên là chính vì thế là em quyết tâm hơn để vào. Ok, chúc mừng chị Mai một lần nữa nhé. Và bây giờ có một câu hỏi cho anh Hà. Tức là Long có may mắn là làm việc với anh Hà là hơn 15 năm rồi. Trong một cái chương trình mà lựa chọn những người giỏi nhất của Việt Nam đi học ở Mỹ, học tiến sĩ các ngành và khoa học công nghệ. Và đến nay đã có hơn 600 người đi học tiến sĩ ở Mỹ và đã ra trường và sống làm việc ở Mỹ và khắp nơi thế giới cũng như Việt Nam. Và bản thân anh Hà sau khi một thời gian làm việc cho công ty rất là lớn ở Mỹ thì cùng một số người bạn cũng quyết định về Việt Nam. Và ngoài cái việc làm các việc liên quan hiện nay anh Hà cũng sẽ chia sẻ thì còn làm cái chương trình nữa là sau khi kết thúc cái chương trình học bổng đó thì tiếp tục gọi là cùng với những người đi học được đưa ra một chương trình học bổng gọi là VF2.0 để giúp các bạn gọi là xin học bổng sau đại học trong ngành STEM, giống như các bạn APUS đang làm chương trình để giúp các bạn sau học bổng. Thì là mọi người rất là thắc mắc và ai gặp anh Hà cũng hỏi là anh giỏi như vậy mà sao anh có thể làm được công ty lớn ở Mỹ như vậy mà anh về nước. Thì không hiểu ở Việt Nam thì sau một thời gian trải nghiệm ở Mỹ thì quay về nước Việt Nam thì có gì nó hay hơn, cơ hội hơn không, để cho anh Hà có thể chia sẻ với phụ huynh cũng học sinh đây để thấy rằng là quan trọng là lý do của anh như nào để mọi người cùng nhìn thấy một cái cơ hội cho việc sau khi mình đã thực sự được trang bị đầy đủ trong cuộc sống và làm việc với mình một thời gian. Thì đúng là như anh Long nói là mình cũng được hỏi câu này rất nhiều. Thì nói ngắn gọn thì nó là về xây dựng quê hương thì nó cũng là đồ là thật. Nhưng mà một trong những nghiên cứu mà bên Mỹ nó nghiên cứu ấy, nó kết luận của nó ấy, là trong cuộc sống mình chỉ happy, mình chỉ hạnh phúc khi mà mình ngồi ở cái lái xe của mình, lái cái vị trí lái xe chứ không phải là ngồi ở cái vị trí bên cạnh,
ngồi vị trí bên cạnh thì sẽ rất là, nếu mình mà không được quyết định cuộc sống của mình ấy, thì rất là ức chế và mình sẽ không được happy, rất là khó để hạnh phúc. Thế thì bởi vì vậy mà tôi nhận thấy là ở Việt Nam thì thực sự là về rất nhiều khía cạnh thì nó không được thoải mái như ở bên Mỹ. Nhưng mà bù lại ấy, thì cái con đường nó khó khăn, nhưng mà mình là cái người mà quyết định là hôm nay mình sẽ trái, ngày mai mình sẽ phải. Mình thấy cái việc gì nó có ích thì mình làm, mà thấy cái việc gì nó không đáng làm thì mình có thể phải từ chối được. Thì đấy là cái mà tôi thấy là cái lý do lớn nhất mà nó đem lại hạnh phúc cho khi tôi về Việt Nam, mà tôi thấy là cái con đường nó rất là, mình lựa chọn rất là đúng. Thế thì đấy là nói chung chung thế, còn cụ thể thì tại sao mà bên Mỹ những chuyện đấy nó khó thì nó cũng tùy, thực ra tùy các bạn, các bạn chọn cái công việc của mình như thế nào thôi. Nếu mà bạn thực sự rất thích một cái ngành, chẳng hạn một cái công việc nào đó mà gọi là rất là technical, rất là kỹ thuật chẳng hạn, thì Việt Nam thực sự nhiều khi không có nhiều cơ hội để làm công việc như thế. Mà trong khi bên Mỹ thì có thể có những cái công ty mà nó làm như thế rất chuyên sâu, thì có thể đấy là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà trong trường của tôi thì tôi muốn là mình ra những cái sản phẩm công nghệ. Lúc mà trước khi mà sang Mỹ nó bắt tay đi vào bước vào cái bước học tiến sĩ của mình ấy, thì tôi đã biết là tôi muốn là sau này làm ra những sản phẩm công nghệ và đem những cái ứng dụng công nghệ vào cuộc sống. Thế thì tôi thấy là ở Mỹ thì làm chuyện đấy cũng được. Thế nhưng mà mình cũng không cần thiết phải làm ở Mỹ cái chuyện đấy. Thực ra ở Việt Nam thì rất nhiều cái cơ hội để mình làm cái chuyện đấy. Thế thì mà thực sự làm ở Việt Nam mình có những cái ý nghĩa khác nữa. Mình đem những cái sản phẩm đến những người xung quanh của mình. Sản phẩm ấy mà được một cái người nào đấy dùng, người ta mình giúp được cái việc trong cuộc sống người ta vui, thì mình nhìn thấy cái niềm vui đấy thì mình đấy cũng là cái niềm vui rất là lớn. Thì tóm lại là mình nghĩ là cũng quay lại cái chuyện mà đầu tôi chia sẻ là mình thèm một người độc lập, và mình thấy việc nào tốt việc nào xấu mình được làm cái việc mình cho là tốt, và mình không phải làm cái việc mình cho là mình không đồng ý. Đấy là cái mà tôi thấy rất là đem lại hạnh phúc. Anh có thể chia sẻ cái tầm quan trọng của việc là đi thực tập cũng như là đi làm một vài năm ở Mỹ cho cái việc gọi là cái sự nghiệp của mình sau này, cái việc đấy nó có thực sự là quan trọng cho đặc biệt là đối với các bạn trẻ? Tôi nghĩ thì dù các bạn về Việt Nam hay là ở lại Mỹ ấy, thì cũng nên có kinh nghiệm làm việc ở cả hai nơi, vì các bạn sẽ thấy là rất nhiều những quyết định ở Mỹ, ở Việt Nam mình không quyết định như thế, và ngược lại rất nhiều quyết định ở Việt Nam thì Mỹ không quyết định như thế, và các bạn hiểu được là cái assumption đằng sau là tại sao người ta quyết định như thế. Tất cả nói chung ấy là Việt Nam và Mỹ tôi nhận thấy là nó giống nhau. Business thì đều rất là practical, rất là pragmatic, nghĩa là rất là thực dụng. Quyết định là đúng, nhưng không có chuyện là quyết định sai. Người ta có thể đánh giá sai, chứ còn khi mà nếu mà những đánh giá người ta đúng thì quyết định đấy thực sự là rất là mang tính logic rất là cao. Thế thì khi người ta quyết định như thế này hay như thế kia thì nó ám chỉ là đằng sau có rất nhiều những cái giả thuyết, những cái assumption nó khác nhau, dẫn đến là cái quyết định nó khác nhau, chứ không phải là nó khác hay là nó kém. Một người ở Việt Nam sang Mỹ cũng có thể là rất là khó để thành công, nhưng mà một người Mỹ về Việt Nam cũng thể rất là khó để thành công, bởi vì là những cái skill set nó có thể nó khác nhau, những cái đề bài nó khác nhau, những cái năng lực yêu cầu thì nó khác nhau. Nhưng mà bù lại thì thành công ở đâu cũng đều đòi hỏi khả năng và nỗ lực rất là cao. Thì thành ra tôi nghĩ là cũng nghĩa là cái kinh nghiệm ấy, nó sẽ cần thiết theo khía cạnh ấy, là nó sẽ cho chúng ta rất nhiều bài học, rất nhiều cái dữ liệu để sau này mình có thể mình đào sâu lại, mình nghĩ là tại sao lúc trước mình quyết định cái kia mà bây giờ mình lại quyết định như thế này, thì nó cho mình những quyết định đúng hơn trong tương lai. Chứ còn cái việc mà mọi người nếu mà hiểu cái gọi cái kinh nghiệm làm việc theo cái nghĩa cạnh gọi là quá cứng nhắc, có nghĩa là ở bên Mỹ làm thế này, tại sao Việt Nam mình không làm thế này, thì có thể sẽ đem lại cái sự thất bại. Bởi vì là bên Mỹ nó ra quyết định và nó làm việc với những cái assumption của bên Mỹ, Việt Nam thì với những cái assumption của Việt Nam, và tất cả là đều là khi mà một quyết định đúng thì đều rất là khó khăn, đều cần phải lao động nghiêm túc và có khả năng cần. Vâng, như chia sẻ rất là đặc biệt và có thể là chúng ta có một cái góc nhìn rất là khác so với suy nghĩ thông thường đó. Kinh nghiệm làm việc không có nghĩa là gọi là đi làm được 6 tháng hay 1 năm, mà quan trọng là cái mình hiểu được cái quy trình để quyết định hay gì đó chẳng hạn, đúng không? Và chắc chắn là trong từ giờ đến cuối là cả năm diễn giả chúng ta ở đây thì tùy theo những cái gọi là quan tâm khác nhau, thì đến phần tiếp theo thì tất cả bậc phụ huynh, các bạn học sinh
cũng có thể gặp trực tiếp từ diễn giả một để trao đổi, như như là những cái bạn mà có những bạn mong muốn tìm hiểu về thực tập hoặc là tìm hiểu về chuyện đi học hoặc là làm việc, đúng không? Và bây giờ thì là ban tổ chức ngày hôm nay cũng có một cái món quà rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta có ngày khi về đây, đúng không? Ngày khai ở đây là đến đây để có một cái góc nhìn sâu hơn về công việc, việc làm cũng như nhà tuyển dụng bên Mỹ. Thì sau đây thì là Long một lần nữa thì chúng ta muốn một tràng tay thật lớn để cảm ơn Long diễn giả chúng ta, đúng không? Đến diễn giả chúng ta về chỗ ngồi trước để phần còn lại để cho khách mời chúng ta sẽ chia sẻ một vài những quan điểm về những công việc cũng như cái chương trình mà ông có thể làm ở Việt Nam cũng ở Mỹ để có thể giúp được hỗ trợ cho chúng ta. Ok, vâng, cảm ơn. And so now your turn. CMB, đúng không? Thì có rất nhiều cơ hội mà ông Kai muốn chia sẻ tất cả mọi người, và rất có thể là với những cái thông tin mà ông đưa ra thì chúng ta thấy là ngoài cái việc đi du học thì chúng ta còn có những cơ hội tương đối là đặc biệt nữa để chúng ta có cơ hội gắn chặt hơn với nước Mỹ. Và bây giờ là mời chị Huyền sẽ làm việc với sếp của mình, đúng không? Trung tâm vùng CMB. Hôm nay là cũng sẽ có những cái một số cái chia sẻ đây, cũng sẽ xin hỏi ông ý, hỏi là Thai Boy ạ, về cái quan điểm của ông ý về cái thị trường lao động Mỹ hiện giờ, đối với thị trường nói chung và đặc biệt là sinh viên quốc tế nói riêng, và những cái lựa chọn của những cái bạn học sinh và sinh viên quốc tế có sau khi ra trường là như thế nào. Thì em xin phép là sẽ được đặt câu hỏi cho ngài Kai Boy một số những cái câu hỏi để các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái quan điểm của mình. Câu hỏi thứ nhất ạ. Mr. Kai Boy, we would like to we're seeking for your opinion. In your opinion, under the current situation of the political and economic environment, what is the prospective trend of the U.S. job market in the next 5 or 10 years? And in your opinion, what are the challenges for the international students, also the opportunities and challenges for the international students? Thank you for the question. Thanks again for all of you to come out. Would you mind if I stand up? Is it okay? Okay. Yeah, I think they're having a little trouble seeing us over there, so I'm going to stand up. But thank you for the question. It's an honor to be here today. And the current political situation in the United States is one that probably will not resolve itself in the next couple of years. It'll take some time for the Trump administration and the current policies to solve themselves. Thì thứ nhất xin chia sẻ về cái tình hình chính trị hiện tại ở nước Mỹ, thì có lẽ là phải mất vài năm để có thể sắp xếp đâu vào đấy. There's an important thing to remember though. There is a need for good talent in almost every segment of the U.S. economy. Tuy nhiên có một điều rất là quan trọng mà mình phải lưu ý ở đây là về những nguồn năng lực mà có tài thì lúc nào cũng cần cả trong tất cả các ban ngành, tất cả các ngành nghề của Mỹ.
they've started to make some changes in the way that college graduates have an opportunity to explore their careers in the United States. Thì những cái thay đổi này nó đã có bắt đầu khởi đầu ở trong những cái trường đại học của Mỹ, thì đã những trường đại học của Mỹ hiện nay đang có những cái thay đổi chuyển hướng này để phù hợp với cái khuynh hướng này. If you are a what's known as a STEM student, science, technology, engineering, or math, then the ability to stay in the United States after you graduate is expanded from 1 year of OPT to 3 years of OPT. And that's OPT is the practical training for your occupation. Thông thường thì sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Mỹ, các quý vị, sau khi tốt nghiệp thì sinh viên sẽ được thực tập một năm. Tuy nhiên cái thời gian này đang được gia hạn để có thể dài thêm ạ. Đối với các ngành về khoa học công nghệ. So the trends that are happening in the United States are more than just the United States trends. They're going to be global trends. Dù đây là xu hướng chỉ có ở Mỹ thôi, nhưng mà nó cũng đang phát triển ra toàn cầu à. In the next 5 to 10 years, those unskilled laborers will be replaced by machines, robotics, and other ways to mechanize those unskilled labor requirements for manufacturers and for companies. Thì chỉ trong chừng khoảng 5 năm tới thôi thì những cái ngành lao động phổ thông, lao động không có cần kỹ năng thì sẽ được thay thế bởi robot ạ. The demand for skilled labor, the STEM, science, technology, engineering and math will continue to blossom and grow. Bởi thế cho nên là những cái lao động về kỹ năng mình gọi chung là STEM là tất cả những cái ngành nghề về lao động tay nghề cao ạ, rồi có kỹ sư, rồi có kỹ sư viết tắt là STEM, STEMP. Học công nghệ, kỹ thuật và toán. Dạ dạ, bao gồm các ngành ấy. So the challenges for the international student are to be viable in the work area of not only the United States but globally around the world. Bởi thế cho nên là những sinh viên quốc tế cũng cần phải cần trong những cái ngành này ạ. Chính vì thế cho nên là những sinh viên quốc tế mà các bạn học trong những cái ngành khoa học kỹ thuật như thế này thì sẽ có những cái cơ hội về việc làm rất là lớn sau khi mà tốt nghiệp. Now when it comes to the availability of visas to stay in the United States, there are various visa categories that allow for students to remain behind and to be sponsored by employers in the United States. Those visas, the demand for those visas outstrips the supply. In the H-1B category, there are 65,000 visas available. There are more than 135,000 requests for those visas. So the way that someone is selected in that category is lucky draw, is by the lottery. Đối với những sinh viên mà ở lại Mỹ đi làm các anh chị thì họ sẽ được cấp một cái visa gọi là H1B. Thì đối với visa này thì nước Mỹ họ có quy định một cái quota cụ thể, mà hiện tại thì mức nộp visa đăng ký cho cái loại visa này đã vượt quá cái chỉ tiêu quy định rồi ạ. Thì quy định một năm thì họ chỉ có khoảng 50.000 visa thôi, mà hiện năm vừa rồi là 150.000. So my recommendation would be to think internationally, not just specific for the United States, but what or where can your talents be used around the world? And those talents are also going to be needed in the United States. Do vậy là cái suy nghĩ của chúng ta về công việc làm sau khi tốt nghiệp thì thay vì đừng nghĩ đến nước Mỹ mà chúng ta phải nghĩ chúng ta làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới với khả năng của chúng ta. Next question. The next question we have for you is that as your experience of recruiting international students for your company,
What do you think about you know those international students and how they contribute you know to your company? And do you have any challenges recruiting them? Yes, there are challenges, and we talked about that. That's the availability of visas to retain those students after their OPT period. Giống như cái câu hỏi của chị Huyền đây thì những cái khó khăn nào mà sinh viên quốc tế phải đối mặt khi mà họ muốn xin việc tại Mỹ? Thì cái khó khăn đầu tiên như ban nãy ông Kai có trình bày là những cái sự cái số lượng visa về visa xin việc làm nó có một cái con số quy định ạ. Và bây giờ là cái sự sẵn có của nó là khan hiếm ạ. For those of you over here, I'll point it out here, but this is a student that we sponsored. Jay, here's a student that we sponsored. Quinn, here's a student that we sponsored over here. Jake is here. There's another one is Dujin. There are some very talented people that graduate from universities in the United States. But for them to be recruited and to land in a position within a U.S. employer, they have to have skills that we can't find a U.S. person to do. Thì giống như là trên hình tôi có chỉ trên đây là những sinh viên quốc tế mà tôi đã tuyển dụng được vào công ty. Ngoài những cái kỹ năng mà đây là những cái sinh viên mà rất là sáng giá, sinh viên sáng giá của các trường đã tốt nghiệp ở các trường tại Mỹ. Bên cạnh cái kỹ năng nghề nghiệp mà họ có được. Those guys are, so we continue to sponsor, and there's another one that's in there that he happens to be in India. And Roshan is, he's not in that picture, but we also sponsored him. Ngoài những người mà tôi mới vừa liệt kê, còn có một ứng viên từ Ấn Độ nữa. Hiện giờ anh ấy đang làm việc Ấn Độ mà không có mặt trong cái tấm hình này. Now in the next 5 to 10 years, it's going to be a global competition between the countries to retain and attract good talented students. Trong khoảng 5 năm tới thôi anh chị thì cái xu hướng mà tuyển dụng cạnh tranh trong vấn đề là tuyển dụng nó sẽ lên ở mức toàn cầu. No longer, I think, in the next 5 to 10 years, will you see that the students that come to the United States, that are trained in the United States University, that have experience in the United States workforce, we're going to let them go back without some way to help to retain them, to get more visas in the category. Cho nên có nhiều sinh viên quốc tế học tập tại Mỹ, có những kinh nghiệm tại Mỹ, thế rồi chúng tôi cũng phải là thì các bạn cũng phải quay trở lại về nước để mà có được sự sẵn có của visa tại Mỹ mới có thể quay lại Mỹ để làm việc ạ. So my advice to any student today looking to enter the United States to be a student, an international student in the United States, I'll tell you the same thing as an employer that your parents are telling you at home. Do your homework. Cho nên trước khi mà các bạn sang Mỹ học tập và tìm kiếm trường, tìm kiếm cơ hội tại Mỹ thì các bạn cũng phải nghiên cứu thật là kỹ. Mình gọi là làm bài tập ở nhà. Very important. Thank you, Mr. Claymore, for your sharing. So you have shared your opinions about you know the challenges that a company, a U.S. company encounter when they recruit an international students. It's about the visa availability, the H-1B visa, the limited numbers of work visa that the U.S. government accept per year. With that, there are not all the students or not all the students that the U.S. company hire are able to stay long term in the United States in order to work and work long term. So with those students who needs to come back to you know their home country because of the limitation in the H-1B visa category, do you have any suggestion or any solution that you have for those students and those families that can be, you know, an option to stay long-term and work in the United
mình xin dịch cái câu hỏi của chị Huyền đối với ông Kai là nói với cái sự khó khăn của các công ty ở Mỹ hiện giờ là không có visa việc làm dành cho sinh viên, thì không biết là thì trong trường hợp đó là sinh viên không thể ở lâu dài tại Mỹ, thì ông có những cái đề xuất nào đối với những trường hợp như thế này không? Part of the reason that we're here today is to talk about this specific question for families who are planning for their students' future. Một phần quan trọng mà một phần chính yếu mà lý do là chúng tôi đến tham dự cái buổi hội thảo này hôm nay cũng là để trả lời câu hỏi này là những cái kế hoạch nào cho cha mẹ khi mà họ lên kế hoạch cho con cái mình trong tương lai. For those of us who are a little bit older, we understand that school is not the end; it's the beginning. Nói với một số quý vị thì cũng hiểu là trường học thì cái việc học hành của mình thì cũng không phải là cái điểm đến kết cuối cùng mà nó chỉ là điểm khởi đầu thôi ạ. In the United States, there's visa categories that allow for workers to work in the United States, but they're limited. Ở tại Mỹ thì sẽ có một cái dạng visa riêng dành cho những cái người mà mong muốn làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên mà cái số lượng thì nó rất là hạn chế. And there are other limitations that you need to be sponsored by an employee, or I'm sorry, as a, by an employer, and you have to have your name drawn out as the lucky draw. Bên cạnh đó thì cái số lượng, bên cạnh số lượng hạn chế thì các bạn cần phải có một người tài trợ cho cái visa này mà đó chính là nhà tuyển dụng. Thêm một điều nữa là bên cạnh là nhà tài trợ cho cái visa này của bạn lại bạn còn phải tham gia một cái chương trình gọi là chương trình rút thăm xổ số ạ. So even though that employer would like to sponsor you and even though that you have the talent and capability to work that position, there may not be sufficient number of visas for available for you to fill that position after you've graduated from university. Dạ, bởi thế cho nên là bên cạnh cái kỹ năng mà bạn đã có được rồi, nhà tài trợ còn phải sẵn sàng là tài trợ cho cái visa đó của bạn, nhưng mà nó lại lệ thuộc vào cái số lượng visa sẵn có là hay có hay không. CMB happens to work in a category of visa that makes it available for families to no longer need an employer to nominate them as an employee to be able to work in the United States. It's the category known as EB-5, employment-based fifth preference, where the participants can nominate themselves. Riêng về công ty chúng tôi thì chúng tôi chuyên về một cái loại visa mà cho phép các cái gia đình có được một cái lựa chọn khi mà sinh sống và làm việc tại Mỹ. Thì riêng với đối với cái loại visa này thì tự gia đình đó là có thể đề cử mình cho cái loại visa này. Now each one of you has a folder like this, and there's a lot of information in there, and the visa category requires some basic components, and one of those basic components is it requires an investment, a substantial investment in the U.S. economy. Cái loại visa đó gọi là visa EB-5, Employment Preference Fifth là một loại visa dựa trên diện việc làm. Thì trong cuốn brochure này, các bạn có thể tìm thấy thông tin của giới thiệu sơ về định nghĩa của loại visa EB-5 ở cái trang đầu tiên của cái cuốn hình con ó nè. And CMB has been working with families around the world since 1997. CMB chúng tôi đã có cơ hội làm việc với các gia đình kể từ năm 1997 ạ. In fact, we've got more than 5,300 families that we've helped to serve in their pursuit using the EB-5 program. Chúng tôi đã làm việc với hơn 5,200 gia đình và đang mang lại cái chương trình visa này cho họ. And our goal is the same goal as those families who want to utilize the EB-5 program, and that's to get permanent residence for themselves and their family. And oftentimes that means to allow the students who have graduated to work immediately wherever they choose, whenever they choose, in the United States or whichever employer they choose. Thì thông qua cái chương trình này thì thứ nhất
gia đình đó có được cái thường trú nhân gọi là permanent resident của quốc gia của Mỹ. Bên cạnh đó thì con cái cũng có thể là sau khi tốt nghiệp thì họ có thể tự chọn cho mình công ty nào và để đi làm. Thì sau khi đó là cái phần đi làm mình có thể bắt đầu ngay được, không cần phải chờ theo cái visa H1B nữa. Yeah, so we're talking about future. We're talking about the future of families, the future of students, the future of the United States, and having those talented students stay and be able to work in the U.S. Ở đây thì tôi cũng đang nói về những cái vấn đề trong tương lai và khi mà các bạn tốt nghiệp và làm việc tại Mỹ. And as things change, things will remain the same, meaning good, talented employees will always be needed. Có nhiều thứ sẽ thay đổi, tuy nhiên mà có những điều nó sẽ vẫn như vậy. Cái điều mà không bao giờ thay đổi là lúc nào người ta cũng cần nhân tài, có những cái kỹ năng nghề nghiệp. Thank you, Mr. Carlo, for your sharing information. Okay. Well, thank you. Xin tóm gọn lại một tí, bởi vì có vẻ các thông tin nó hơi lộn xộn một tí, thành ra là có thể nhìn các bạn chưa hiểu hết. Thì đi học ở Mỹ ấy, thì khi mà các bạn học đại học ấy, thì các bạn được một cái visa gọi là visa F1. Các bạn chỉ được đi học thôi và các bạn có thể được đi làm, nhưng mà chỉ được làm thêm không được quá 20 giờ một tuần. Thì sau khi học đại học xong ấy, thì các bạn sẽ được nước Mỹ cho một cái visa, nó gọi là visa OPT, để các bạn ở lại. Bình thường là maximum là 1 năm, và trong 1 năm đó bạn phải xin được việc để ở lại Mỹ, nếu không là bạn về Việt Nam hết visa. Và nếu mà các bạn học các ngành kỹ thuật ấy, thì gần đây ấy, là nước Mỹ kéo dài thời gian đó thành 3 năm, có nghĩa là các bạn được làm trong vòng 3 năm hợp pháp, và sau đó nếu không xin được việc làm ở lại Mỹ đổi visa khác thì các bạn về Việt Nam hoặc đi chỗ khác, nước Mỹ không quan tâm. Thế thì đấy là sau khi mà được cái visa đấy rồi thì chuyện gì đã làm sao để bạn ở lại nước Mỹ. Thì các bạn phải xin, nó có một vài cái visa, một cái visa phổ biến nhất ấy, nó tên là H1B, H1B. Cái H1B này ấy, thì các bạn nếu mà xin được thì các bạn phải tìm được một công ty nó nhận mình làm việc. Và thường là trong khoảng 6 năm đợi cái visa làm việc đó thì các bạn phải ở lại công ty đó. Và điều kiện để xin cái visa H1B này ấy, là công ty ấy, nó sẽ phải bỏ tiền thuê luật sư để nó chuẩn bị hồ sơ cho các bạn. Và nó chứng minh là các bạn giỏi, và nó chứng minh là Mỹ không có ai giỏi bằng bạn để nhận. Nếu không thì nó đã bị nước Mỹ bắt phải nhận cái người được người Mỹ. Và mỗi năm nước Mỹ chỉ cho 65.000 cái visa này thôi, không quá. Và nói chung là gần đây thì cả 100-200.000 người nộp hồ sơ, và chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là hết quota. Thì thành ra là đây là một cái việc rất là khó nên nộp vào H1B. Nhưng mà đấy không phải là cái đường duy nhất, có một số cái đường khác, ví dụ như là ông này giới thiệu là EB-5, là các bạn đầu tư vào Mỹ và có cái visa vào Mỹ dưới dạng đầu tư. Cũng có một số dạng visa khác, ví dụ như là các bạn học lên cấp sau đại học, thường là tiến sĩ, các bạn có rất nhiều những cái publication, các bạn nộp những bài báo và đi dự những cái hội thảo quốc tế, ví dụ 5-10 cái bài báo, thì các bạn có thể nộp visa gọi là, nó là National Interest Waiver của Mỹ, có nghĩa là các bạn được nước Mỹ coi là nhân tài, và các bạn là nhân tài của nước Mỹ nhận các bạn vào thành một nhân tài. Và các bạn có được visa đấy rồi thì các bạn thích xin việc ở đâu thì xin, mà các bạn thất nghiệp cũng được. Nhưng mà khi mà người ta nhận hồ sơ thì người ta biết là các bạn sẽ không sang đấy để thất nghiệp. Có nghĩa là các bạn không cần phải gắn với bất cứ một công ty nào tài trợ visa các bạn cả. Thì đấy là một số cái con đường mà các bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất là sang học, thì là trong quá trình học chỉ được làm thêm. Và học xong thì chỉ được ở lại với một cái visa gọi là visa OPT. Và học xong muốn ở lại làm việc thì các bạn chỉ có 3 con đường. Một là visa H1B gắn với một công ty nào đó. Hai là National Interest Waiver NIW. Thì các bạn phải có những cái tài năng đặc biệt gì đó, ví dụ như là các bạn vào đội tuyển bóng đá quốc gia chẳng hạn, hay là các bạn chơi cờ giỏi nhất thế giới chẳng hạn, hay là các bạn viết 10 bài báo quốc tế trong lĩnh vực đấy chẳng hạn. Các bạn chứng minh được là nước Mỹ chỉ có những người giỏi như bạn, chỉ có vài người thôi, thì các bạn có thể ở lại được. Và thứ ba là đầu tư là EB-5. Thế thì các bạn nghe những thông tin đó xong kết hợp những thứ mà công ty các bạn vừa giới thiệu tổng hợp lại. Vâng, thank you so much, cảm ơn anh Hà và tất cả các cái diễn giả chúng ta, đúng không? Và như vậy là cái phần 1 của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ khoảng 5 phút.
Và sau đó chúng ta sẽ sang phần 2, thì là phần 2 giống như là Khánh Trinh vừa giới thiệu ấy. Thì và cũng là phần mà quan tâm nhất đối với các bậc phụ huynh ở đây. Đúng là cái chúng ta sẽ đi cái phần nó hơi ngược, lúc đầu chúng ta nói là sang đấy rồi sẽ ở lại như thế nào. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta quan tâm là bây giờ cho em làm sao để sang được cái app đó. Thì chúng ta sẽ có chuyên gia hàng đầu là anh Trung sẽ nói cái phần đó để chúng ta làm sao chúng ta chuẩn bị được đó. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 5 phút đúng không? 5 phút rồi, cảm ơn tất cả anh chị.